nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hội chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của hội chữ thập đỏ trong tình hình mới tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội chữ thập đỏ các cấp đồng thời tập trung phát triển hội viên tình nguyện viên cộng tác viên chữ thập đỏ tại các cơ quan trường học doanh nghiệp cộng đồng dân cư phát huy vai trò nòng cốt của hội chữ thập đỏ trong tình hình mới để đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội mở rộng phạm vi giúp đỡ lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của công tác chữ thập đỏ bên cạnh đó tích cực chuyển đổi số tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo nâng cao chất lượng hoạt động về ứng phó và trợ giúp các tình huống khẩn cấp cũng như triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu nhân đạo theo quy định